Em tên là Trần Thái Hậu, năm nay em 30 tuổi ạ. Hôm nay em không có được vui lắm, mọi người đừng có chọc em. Bạn ấy có người thứ ba. Trời ơi, mới được mấy tháng mà đã có người thứ ba hả bạn này? Và 4 năm nay là em quyết định không yêu ai nữa. Không phải quyết định không yêu ai mà mình chưa tìm thấy người phù hợp. Em cảm thấy rất là thoải mái khi mà nói chuyện với anh. Nói chung là cũng không có cái khoảng cách của hai người ban đầu gặp nhau. Em nghĩ là nếu như mà có cơ hội thì mình cứ tìm hiểu làm bạn. Rồi xong tiến tới thì đến đâu thì mình sẽ tới. Giới thiệu em tên là Trần Thái Hậu, năm nay em 30 tuổi ạ. Em sinh ra và lớn lên ở Nghệ An và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên văn phòng và tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Trời, hôm nay bên nhà tôi hơi bị chảnh nha ông Quyền Linh. Đừng bên đó Thái Hậu, bên đây chắc cũng Ngọc Hoàng à. Mời em trai. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, dạ gia đình bạn Thái Hậu và toàn thể khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên đầy đủ là Hoàng Minh Hòa. Dạ, em họ Hoàng. Năm nay là 36 tuổi. Thì em làm công việc làm về công nghệ thông tin cho một ngân hàng lớn ở Sài Gòn. Em có điểm mạnh điểm yếu gì Hoàng? Điểm yếu của em thì là tán gái hơi kém. Còn điểm mạnh thì em là người thích nghiên cứu, thích tìm hiểu. Em thích tìm hiểu về mọi thứ và đặc biệt là những thứ em thích. Thơ ca này, hát này, thích du lịch. Cái điểm yếu là hơi bị nhát gái thôi, đúng không? Còn em? Em thì điểm mạnh của em thì em rất là dễ thích nghi với môi trường, suy nghĩ tích cực. Thì điểm yếu của em là thỉnh thoảng đôi khi hơi nóng tính. Và cũng... Em vậy mà nóng tính đó hả? Dạ, thỉnh thoảng chị. Với lại là hơi hay quên. Cái lúc em nóng thì em làm gì? Dạ. Đập bàn, đập ghế hay chửi rủa? Không. Hồi trước lúc nóng tính thì em hay quạo quọ thôi. Còn bây giờ thì mỗi lần mà em cảm thấy là trong người không ổn thì em sẽ nói trước với mọi người. Hôm nay em không có được vui lắm, mọi người đừng có chọc em. Là thôi. Hay á, nếu mà ai nào biết nóng trước mà cảnh báo trước là hay đó. Vâng ạ. Đường tình duyên thế nào? Em thì có hai mối tình ạ. Mối tình đầu thời sinh viên với mối tình là lúc đi làm. Lúc đi làm là được bao nhiêu năm? Khoảng mấy tháng thôi. Ở chia tay nay được bao lâu rồi? Cũng được 4 năm ạ. Lý do mà hai bạn chia tay nhau mới quen mấy tháng mà chia tay? Bạn ấy có người thứ ba. Trời ơi, mới được mấy tháng mà đã có người thứ ba hả bạn này? Và 4 năm nay là em quyết định không yêu ai nữa. Không phải quyết định không yêu ai mà mình chưa tìm thấy người phù hợp. Rồi em trai, đường tình duyên thế nào? Dạ, em thì có hai mối tình ạ. Dạ, một mối tình là thời sinh viên. Và sau đó thì em có thêm một mối tình nữa. Thế cũng một bạn học ngoại ngữ. Và sau đó cũng đã chia tay rồi. Dạ. Chia tay lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi. Thực sự là em thích các những bạn mà sống nhân văn. Tức là thiện lương ấy. Mà ít nhất là tốt được với em ấy. Và ngoài ra thì là bạn có ngoại hình nữa. Thì thực ra thì em thấy cái ngoại hình thì ra lại dễ. Nhưng mà cái yếu tố mà tìm bạn nào mà đã trả chị mà nhân văn thì lại khó hơn à. Nên là cái đấy là yếu tố chính để mà chưa tìm được cái người phù hợp. Ngoại hình thì dễ tìm nhưng yếu tố nhân văn mới khó tìm. Dạ. Nếu mà nói về ngoại hình thì em sẽ thích cái người bạn gái của em như thế nào? Thì em thích bạn nào cũng không gầy quá. Tại thể là cũng có da có thịt và nhìn dễ thương hơn. Có cái là em cũng thích các bạn đeo kính. Tại vì thực ra trước thì em cũng có đeo kính nhưng sau thì em có mổ cận. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Em không thích những người mà nói quá nhiều. Ăn nói tốt thì là lợi điểm. Nhưng nếu mà giả sử mà lúc cãi nhau mà cứ nói nhiều quá thì em lại hơi sợ. Tại vì em cái khả năng chịu tiếng ồn hơi kém. Rồi, chào em gái. Trời, có đeo kính. Xinh quá, dễ thương. Dễ thương không? Bữa nay nhà gái tôi hơi bị chảnh đó nha. Dễ thương đó. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích con trai quá nhút nhát ạ. Em thích người mà bản lĩnh mạnh mẽ và có trách nhiệm đối với cả những cái gì mà mình làm, kể cả công việc hay là gia đình hay là cuộc sống. Còn ngoại hình? Ngoại hình thì em thích giống anh Quyền Linh. Cũng được ạ. Cao, nhìn khỏe khoắn, mạnh mẽ và sẽ mang được cái cảm giác cho người phụ nữ là có cái sự an tâm. Anh bên đây nhìn dễ nhìn ha, cao ráo, có thể nhìn là mình có ấn tượng ngay. Dạ. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân của em. Rồi, bạn thân cho ý kiến nào? Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào nhà trai và chào toàn bộ khán giả. Thì anh ở bên này thì nhìn khá là chín chắn, điềm đạm và hiền lành.
Thì nghĩ là chắc là cũng là mẫu người của gia đình đó, nên là mong là hai người sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Có ám hiệu con này ngay bên phải nha. Ngay bên phải hả? Rồi, cảm ơn em. Em đi với ai vậy hả? Dạ, em đi với mẹ của em. À, trời ơi. Cô. Và đầu tiên là xin chào hai MC rất là duyên dáng, dí dỏm. Dạ. Và chào tất cả khán giả trong phòng. Dạ, chào cô. Tham dự chương trình. Và hai con cũng tạo cái điều kiện để tiến tới xa hơn. Cảm ơn cô. Như vậy là chúng ta đã nghe ý kiến hai bên rồi ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt. Mở rào. Hòa với Hậu, chúng ta bắt đầu nói chuyện đi. Không gian này là của các bạn đó. Chào em. Chào anh ạ. Em gửi anh món quà. Quyển sách với lại cái bưu thiếp ạ. Đây là cuốn sách có tựa đề là Sống thật bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu. Anh cũng có món quà để tặng em. Dạ. Để tặng em hoa trước. Với lại anh có món quà nhỏ tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Không biết là anh gặp em thì anh thấy thế nào ạ? Có ấn tượng gì không? Ừ thì anh thấy em nói chung về ngoại hình thì rất là giống với mẫu người anh mong muốn. Anh thì làm công việc về IT ấy. Không biết là em có thích những người mà làm về công việc về kỹ thuật như anh không? Có, em thích những người mà biết những cái gì mà em không biết. Về IT thì em không biết gì hết rồi. Em thì hay làm việc ở khu vực quận mấy nhỉ? Em hiện tại đang làm việc ở Tân Bình ạ. Tân Bình, thế cũng gần cho anh. Anh hiện tại thì làm việc ở khu vực quận 3, quận 1. Cũng tương đối là thuận tiện. Bữa trưa ăn cơm trưa văn phòng được mà, nếu mà gần nhau. Dạ. Thuận lợi ha. Hồi nãy em thấy anh có nói là anh thích du lịch. Em thì cũng cực kỳ thích du lịch luôn. Vâng, thì thôi thì hy vọng nếu như mà mình có thể tiến xa hơn thì mình sẽ cùng đi du lịch, khám phá nhiều nơi hơn. Anh thì không những thích đi du lịch mà anh còn thích đi tìm hiểu về lịch sử văn hóa luôn. Vâng, em cũng vậy. Trời, đồng điệu quá rồi. Bây giờ chúng ta giao lưu văn nghệ chút. Đúng rồi, cho giao nó... lưu văn nghệ. Nào, dạ. Giao lưu văn nghệ chút để cho nó phá tan vào không khí căng thẳng đi nha. Đúng rồi đó. Thế để em hát tặng anh trước nha. Nhưng mà do là nãy em có nói là em hay quên nên là lời em cũng không thuộc lắm đâu. Em chỉ hát một khúc thôi trong cái bài Gió đánh đò đưa. Gió đánh cành tre, gió đập cành tre, chiếc thuyền anh vắng, anh đưa em về nhà. Gió đánh cành, gió đập cành, chiều em hát, anh chàng ấy nghe. Còn anh thì cũng hát một cái bài nó cũng âm hưởng ngày xưa một chút. Tôi vẫn thấy em như ngày nào, dù nắng công trường làm chiếc áo bạc màu, đôi mắt sáng long lanh nụ cười, dù những nhọc nhằn còn in dấu chết vôi. Em cảm ơn anh. Về đây đi bạn. Dạ. Bây giờ trước khi bấm nút thì chúng ta hãy nhìn nhau 30 giây và nói xem con tim của các bạn đang diễn ra thế nào, cảm xúc thế nào, các bạn muốn gì. 30 giây bắt đầu. Em cảm thấy rất là thoải mái khi mà nói chuyện với anh. Nói chung là cũng không có cái khoảng cách của hai người ban đầu gặp nhau. Em nghĩ là nếu như mà có cơ hội thì mình cứ tìm hiểu làm bạn. Rồi xong tiến tới thì đến đâu thì mình sẽ tới đến đấy. Anh cũng thấy đây là một cái cơ hội rất là tốt để mà mình có thể ổn định. Rồi, hết thời gian. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Kiểm tra con tim mình lại một lần nữa các bạn. Thật sự có rung động với nửa mảnh ghép đang đối diện của chúng ta hay không? Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. 1 2 3 Nắm tay đi các bạn. Bây giờ thế này nè em trai. Yeah. Có thể là ở đây chỉ có bạn cô gái thôi. Yeah. Nhưng trên sóng truyền hình có ba mẹ, gia đình của bạn gái luôn. Yeah. Mình hãy nói với gia đình vài câu gì đi. Dạ, yeah. Thì xin phép gia đình bạn gái và cả bạn gái thì cho em có cơ hội để tìm hiểu
và con cũng xin hứa là sẽ đối xử tốt với bạn nữ. Rồi, em nói một chút xíu gì về với mẹ đi. Dạ vâng. Mẹ của bạn trai đi. Con chào bác ạ. Thì con cũng xin xin phép bác cho chúng con được tìm hiểu. Bác nhìn thấy cái tà áo dài của con là bác đã thích lắm rồi. Rất là duyên dáng, dạ. Đúng người phụ nữ Việt Nam. Dạ, đó, vâng. Con giống bác á, nhìn rất là thích liền. Thôi, hãy làm thủ tục của các bạn đi. Đấy, đơn giản. Dạ, xin phép ôm em. Nào ôm và hôn. Đấy. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadairy. Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Nếu trong trường hợp mà hai đứa mình giận quá, mất khôn đó, thì không biết là anh là người mở chuyện trước hay là em mở chuyện với anh? Anh sẽ đi một chỗ nào đó để cho nó giảm cái độ xuống. Dạ. Xong rồi qua cái đó rồi anh sẽ nói chuyện để quay lại. Xem ai đúng ai sai rồi. Ok, chứ em sợ nhất trường hợp giận quá, đập đồ này nọ, em không thích vậy. Đồ mình sắm mà không gì đập, vậy. Đập rồi tiền đâu sắm lại. Đập rồi tiền đâu sắm lại. Không tiền. Bữa giờ làm bạn mối hẹn hò thế chú rể này là sốc nhất luôn á. Giống ngày đâu coi mắt quá rồi. Thiệt luôn á. Mời nhà trai. Để đây. Ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Ngồi đi. Rồi bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh. Rồi em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào bạn nữ bên kia. Chào quý vị khán giả ở trường quay. Em tên là Đinh Quốc Huy. Em sinh năm 1986, hiện đang làm việc ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Huy? Dạ em lái xe chở chuyên gia. Tức lái xe bốn bánh, xe nhà hơi đó ha. Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh, em chào anh Nam bên kia. Em chào quý vị khán giả. Em tên là Đinh Thị Yến Nguyệt, em đến từ Đồng Tháp, năm nay em 33 tuổi và hiện tại em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ngành gì? Dạ em là thu mua cho chuỗi nhà hàng đồ nướng á chị. Em giới thiệu một chút về mình đi, em điểm mạnh của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, mọi người khen em nấu ngon. Tính tình của em thì vui vẻ hòa đồng, còn cái điểm yếu của em á là hơi nóng tính với lại thù dai. Thù dai hả? Dạ. Đó. Bạn Nam nghe hết hồn chưa? Thù dai. Dạ thù dai cũng giống như em rồi đó. Dạ thù dai cũng giống như em rồi đó. Ủa vậy đó hả? Hai đứa thù điều hết hả? Hai đứa gặp nhau mệt à. Em trai, điểm mạnh điểm yếu như thế nào? Dạ điểm mạnh của em là sống chân thành, có trách nhiệm với mọi người. Điểm yếu của em là Thù dai. Em phải cho bên đàn gái biết chút xíu về đường tình duyên của mình. Dạ em có hai mối tình. Mà yêu xa đó. Em vậy là em có mấy mối tình rồi? Dạ em cũng có hai mối tình. Lý do chia tay? Mối tình thứ nhất là thời học sinh sinh viên. Do tụi em là không có cùng chí hướng đi chung với nhau. Sau cái mối tình đầu thì em hơi gọi là hơi sợ yêu. Nên là cũng lâu lắm em mới yêu lại. Thì em cũng thử tìm hiểu yêu thương một anh. Cũng chia tay được 2 năm rồi. Do anh cũng chưa nghiêm túc trong cái chuyện là quen nhau rồi tính tới chuyện hôn nhân. Dạ. Em có nghĩ là lần này mình lên tham gia mình sẽ gặp được một nửa yêu thương của mình không?
Dạ em hy vọng là như vậy. Hy vọng là như vậy. Hy vọng. Em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào em gái? Dạ trước tiên thì em muốn là ảnh cao hơn em khoảng 1m7 trở lên. Rồi. Rồi tính tình hiền lành với lại tôn trọng em, đặc biệt là ảnh quan tâm chăm sóc em. Được không em trai? Dạ được anh. Em cao hơn 1m7 mà. Còn em dạ. Cái người một nửa của em thì em mong muốn như thế nào? Dạ là phải tại vì em ít nói á nên nói nhiều hơn em chút được, mình nói vui vui á chứ đừng có nói nhiều mà quạo là không được luôn. Em không thích điều gì ở phụ nữ, kiểu giống như là em làm cái gì đó sai á, nói một lần thì em nghe, nhưng mà đừng có nói mà có một chuyện đó cứ nói hoài xong rồi cái qua ngày em sai cũng nhắc nữa, cam ram đó. Dạ dạ cam ram cứ nhắc lại hoài đó. Được á, để anh Quang xem đàn gái coi sao nha. Dạ. Ngon ạ. Mói cho tôi coi đàn gái coi. Bên tôi là ngon ạ. Chào em gái. Dạ. Bây giờ là bên đàn trai đưa ra cái yêu cầu thế mình đáp ứng khoảng được bao nhiêu phần trăm? Chắc được khoảng 75%. 75 là được rồi ha. Dạ. Tính tình là tốt bụng đúng không? Dạ đúng rồi. Thù dai. Chỉ có thù dai là giống bên đó thôi. Dai. Em không thích đàn ông ở điều gì? Gia trưởng à. Bạn này chắc không gia trưởng rồi đó. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với ba với lại bạn thân của em. À rồi. Rồi chào chú. Đây. Cháu thì cũng được. Thì bây giờ á, đây là cái cơ hội của hai đứa. Thì con cũng nên tạo điều kiện để mà mình hẹn hò với nhau. Chào xin hết. Dạ. À, cảm ơn chú. Ba. Đây chắc là. Cha đi với ai? Dạ, em đi với mẹ của em. Đó, mẹ. À, chào cô. Chào Quyền Linh, chào Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của Quy. Mẹ thì không có gì, không có đặt ra áp lực gì hết, thì tùy hai con vậy đó. Rồi cảm ơn cô. Bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu. Mở rào. Dạ chào anh. Nhận trước đi. Có một hộp tặng em với thêm một món quà nhỏ nhỏ này, giống như là tấm lòng của anh. Trời đất ơi, này là coi như cầu hôn luôn rồi đó nè. Quà wow, cảm ơn anh. Món quà của em tuy nó nhỏ nhưng mà cả tấm lòng của em. Một cái đó hoa sen. Hoa sen là tượng trưng cho nơi em sinh ra và cũng là biểu tượng của người con gái Đồng Tháp 10 của em. Chú rể chơi bạn trai nhà trai chơi đẹp quá, chơi về ai chơi lại. Dạ đó. Dạ tại đi. Tại ế quá rồi. Dạ. Bữa giờ làm bạn muốn hẹn hò thấy chú rể này là sốc nhất luôn á. Vậy đi hả? Em sao ta? Đây là trước anh máng rồi sao? À vậy đi. Dạ. Đó vậy đó. Giống ngày đôi con mắt quá rồi. Thiệt luôn á. Rồi xong rồi. Cảm ơn anh. Anh trong cái quan niệm tình yêu của anh thì như thế nào anh ha? Phải thẳng thắn và thật thà. Dạ. Đâu đó phải rõ ràng. Với lại anh có uống bia nhậu nhẹt gì không? Có chút chút. Có chút chút. À chút chút thì được chứ em sợ nhất là uống nhiều á. Ngày này qua ngày khác những tin anh đang làm gì đó, anh đang xỉn. Nghe nó buồn dễ sợ luôn. Cho nên là em muốn là anh nói là anh thật thà. Em cũng hy vọng là anh sẽ làm bờ vai vững chắc cho em. Dạ. Như cho em hỏi cái trong thời gian nếu mà em với anh tìm hiểu á, thì khoảng bao lâu thì mình có thể là kết hôn với anh? Tại vì mình lớn rồi. Theo mà anh dự tính á, thì khoảng hết năm nay hoặc là giữa năm sau. Dạ. Nếu trong trường hợp mà hai đứa mình giận quá mất khôn á, thì không biết là anh là người mở chuyện trước hay là em mở chuyện với anh? Anh sẽ đi một chỗ nào đó để cho nó giảm cái độ xuống. Dạ. Xong rồi qua cái đó rồi anh sẽ nói chuyện để quay lại. À. Xem ai đúng hay sai thôi. Ok, chứ em sợ nhất trường hợp giận quá đập đồ này nọ, em không thích vậy. Đồ mình sắm mà không bị đập rồi tiền đâu sắm lại. Đập rồi tiền đâu sắm lại. Không tiền. Về con cái thì em hy vọng là sẽ có hai đứa. Sinh nhiều thì khả năng nuôi con cái sẽ không có tốt, không có đủ điều kiện để đáp ứng nuôi con. Cái đó thì em thôi, em quyết định. Dạ. Bây giờ hai bạn tiến tới nắm tay nhau hát một giai điệu âm nhạc nào đó về tình yêu chẳng hạn. Cô tiên em. Em hát bài Dù Anh Nghèo hát ngọc đoạn cho anh nghe với văn khán giả nghe. Đó. Khi đã yêu nhau là mơ ước nhiều, dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu.
lưu luyến bên nhau đẹp thay buổi đầu. Dù ngày mai có ra sao, miễn mình mãi được gần nhau. Em hát ca bài Giáng Trần. Trời cao đã ban cho ta xin kiếp gần nhau, thì nguyện xin mãi người cho người tình yêu đắm đôi. Ấp ôm bao mộng say, ấm im trong vòng tay, gần bên nhau, bên suốt đời không xa. Rồi, bây giờ hai bạn quay mặt vào nắm tay nhau. Rồi, bây giờ mình nói. Đổ mồ hôi quá. Nhìn thẳng nhau và nói cảm xúc trong lúc này chúng ta đang như thế nào. Mình đến đây thì phải mình cho cơ hội nhau để tìm hiểu nhau. Và em muốn là tìm hiểu thì phải đi đến tới đoạn đường hạnh phúc. Anh cũng hy vọng vậy. Ta nói sao ổng luôn. Anh đi chán vậy không? Đó. Mình để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta nhìn thẳng phía trước, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim của mình một lần cuối. Các bạn đang đối diện với người thân, gia đình, bạn bè và hàng triệu khán giả. Chúng ta không thể sống dối con tim mình được. Mình thích mình bấm, mình không thích mình không bấm. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Đấy, ở dưới có tiếng cười mừng rồi đấy. Nghĩa là chúc mừng cho các bạn. Hãy nắm tay nhau nào. Yeah. Lâu lắm rồi mới nắm tay con gái. Thật ra là ngày hôm nay là bạn trai đến đây với một thái độ hết sức là chân thành luôn đó. Yeah. Anh nói chuyện nãy giờ thấy cô gái rất là thông minh nha. Cô gái rất là gọi là hiện đại đấy. Có thể chăm sóc em, chăm sóc một gia đình tốt. Chàng trai cũng thấy có chân thật ở trong đó. Rồi, bây giờ thì thủ tục đầu tiên nào. Hôn đi. Dạ cho con xin phép bác cho con làm thủ tục rồi. Dễ thương lắm. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện, robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadari do Vina Cacao sản xuất. Vitadari xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadari. Vitadari tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadari trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Hãy giữ lấy sen đồng tháp trong đầm gì đẹp băng sen nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ. Anh chị. Cảm ơn. Rồi. Chúc hạnh phúc nha.